Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, một tin buồn, giáo phận Vĩnh Long vừa báo tin xót xa hai linh mục giáo phận Vĩnh Long được Chúa gọi về trong một ngày. Văn phòng tòa giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin hai linh mục giáo phận vừa mới qua đời. Cha Phêrô Phan Ngọc Đức, linh mục hưu dưỡng giáo phận Vĩnh Long, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1930 tại Long Thới, Trà Vinh, họ Đạo, Mặt Bắc, giáo phận Vĩnh Long. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1957. Đã được Chúa gọi về lúc 1 giờ 20 thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Vĩnh Long, hưởng thọ 92 tuổi với 65 năm linh mục. Nghi thức tẩm liệm lúc 9 giờ 00 thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Linh cữu cha Phêrô được quàng tại nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Vĩnh Long. Thánh lễ an táng tại nhà thờ chánh tòa lúc 9 giờ 30 thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. An táng tại phần mộ các linh mục trong đất Thánh Tân Ngãi. Cha Phanxicô Nguyễn Văn Thạnh, linh mục hưu dưỡng giáo phận Vĩnh Long, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1943 tại Long Thới, Trà Vinh, họ Đạo, Mặt Bắc, giáo phận Vĩnh Long, thụ phong linh mục ngày 3 tháng 5 năm 1970. Đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ 30 thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại tư gia thuộc họ Đạo Mặt Bắc, giáo phận Vĩnh Long, hưởng thọ 79 tuổi với 52 năm linh mục. Nghi thức tẩm liệm lúc 14 giờ 00 thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Linh cữu cha Phanxicô được quàng tại tư gia thuộc họ Đạo Mặt Bắc. Thánh lễ an táng hai cha Phêrô Phan Ngọc Đức và Phanxicô Nguyễn Văn Thạnh cử hành tại nhà thờ chánh tòa lúc 9 giờ 30 thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. An táng hai cha tại phần mộ các linh mục trong đất Thánh Tân Ngãi. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn hai cha Phêrô và Phanxicô được an nghỉ đời đời.